chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn phóng sự phản ánh hiệu quả của việc sử dụng tiếng loa an ninh trật tự trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phần cuối là ghi nhận những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cảnh sát đường thủy trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Kính thưa các đồng chí và các bạn, tiếp nối thành công từ đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, công an tỉnh tiếp tục bổ sung lực lượng công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại công an các thị trấn trên địa bàn tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy như công an phường. Ghi nhận của phóng viên An ninh Bạc Liêu về công tác này. Thực hiện đề án 106 của Bộ Công an về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương kỷ luật. Với phương châm bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động xây dựng đề án số 01 về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo đề án. Qua đó đã phát huy được vai trò của lực lượng công an chính quy tại địa bàn cơ sở, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao và tạo sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân. Sau thành công của đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cuối năm 2021, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành quyết định về việc bố trí tổ chức công an chính quy hoạt động theo chức năng nhiệm vụ như công an phường tại 4 địa phương, gồm thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình và thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Việc bố trí tổ chức công an chính quy tại công an các xã thị trấn và thực hiện chức năng nhiệm vụ như công an phường trong điều kiện hiện nay là nhu cầu cần thiết cho công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Trần Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: các đồng chí phải quán triệt về mặt tư tưởng, về mặt nhận thức. Hay nói cách khác là chúng ta nhiều vấn đề chúng ta vui mừng hơn và có trách nhiệm cao hơn, trọng trách nặng nề hơn, đòi hỏi cái thực hiện cái nhiệm vụ được giao sẽ cao hơn, yêu cầu cao hơn, chất lượng hiệu quả công tác phải cao hơn trước đây. Đó là một cái mục tiêu mà bộ, rồi tỉnh, rồi huyện, thị trấn giao cho các đồng chí như thế. Theo đó, công an thị trấn sẽ thực hiện chức năng nhiệm vụ như công an phường và được bố trí lực lượng công an chính quy gồm ban chỉ huy công an thị trấn và các tổ nghiệp vụ như tổ tổng hợp, tổ cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát phòng chống tội phạm. Việc thành lập các tổ nghiệp vụ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ. Chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương được nâng cao, răn đe ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Được giám đốc công an tỉnh là trang bị cái mô hình công an thị trấn thực hiện như chức năng công an phường. Thì so với cái thời gian thực hiện đề án 01 đó thì công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở thì được tốt hơn. Thì do cái lực lượng hôm nay được trang bị lần này thì cũng tương đối là đủ 3 tổ để thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở, đặc biệt là cái tổ phòng chống tội phạm và cái tổ cảnh sát khu vực hoạt động quản lý địa bàn. Đây là cái hai lực cái tổ này thì sẽ giúp cho cái công an thị trấn đảm bảo tốt hơn về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn. Việc điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ và đánh giá cao của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự và nhất là vai trò tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của lực lượng công an như hiện nay. Lần này thì được tăng cường thêm chính quy, công an chính quy về cơ sở trong bối cảnh đại dịch COVID-19 á, thì rất là phù hợp, rất là đúng với chủ trương. Khi mà chúng ta triển khai cái công tác phòng chống dịch thì được là tăng cường công an chính quy về đầy đủ, đảm bảo là lực lượng nòng cốt chính quy quy cũng như là tinh nhuệ, góp phần cho giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như là đảm bảo tốt đủ lực lượng cho công tác phòng chống dịch từ đây cho cũng như là thời gian sắp tới. Năm 2018, công an tỉnh đã triển khai thực hiện đề án này tại công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Tin chắc rằng việc tiếp tục tăng cường lực lượng về cơ sở và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ mới, chính quy, tinh nhuệ, hình ảnh của lực lượng công an sẽ ngày càng được khẳng định, tạo được sự yên tâm và niềm tin vững chắc đối với nhân dân. Kính thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, cùng với các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an Bạc Liêu đã triển khai nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Một trong số đó phải kể đến việc sử dụng tiếng loa an ninh trật tự để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ghi nhận của phóng viên An ninh Bạc Liêu tại xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Những ngày này, người dân của các ấp trên địa bàn xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi đã trở nên quen thuộc với hình ảnh lực lượng công an xã cùng với ban dân chánh của ấp rong ruổi trên khắp các tuyến đường của ấp để tuyên truyền phòng chống COVID-19 với những chiếc loa di động nhỏ gọn. Cùng với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, mô hình tiếng loa phòng chống COVID-19 đã đem lại hiệu quả rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thông qua tiếng loa, người dân cập nhật được tình hình dịch bệnh từng ngày, hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của địa phương. Mà người ta chấp hành tốt, đi ra đường thì phải khẩu trang. Cái thứ nhất, cái thứ hai là hạn chế đám tiệc, là tự bà con hạn chế lên luôn, mình tiên truyền vận động. Còn phần của ấp á, thì căn cứ kế hoạch của công an xã thì cái loa phóng ở trụ sở là hàng ngày, còn cái các cái đường ngách hẻm của ấp mà loa không tới thì cái đội tuyên truyền của ấp nè, đi là cũng xuyên suốt. Chiều đi, sáng đi thông báo cho bà con mình biết cái tình hình dịch gì. Đội lưu động của ấp ta có đi tuyên truyền để cho tận tới người dân để nắm, để hiểu được cái cách phòng chống cũng như cái lây lan của COVID-19 để cho người dân ta nắm. Và người dân ở đây thì nói chung người nghe được cái loa thì người dân ta cũng rất là có ý thức, ta chấp hành tốt các cái biện pháp phòng chống, hạn chế ra ngoài, ra đường. Để mô hình tiếng loa phòng chống COVID-19 mang lại hiệu quả cao, hàng ngày, công an xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, những chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như thông báo đến người dân một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, công an xã còn lồng ghép vào đó thông tin về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa tội phạm cho người dân, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Mặc dù không có các trang thiết bị chuyên dụng, tận dụng những thiết bị đơn giản có sẵn, nhưng công an xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi đã kịp thời cung cấp những thông tin có giá trị đến người dân, giúp người dân trên địa bàn phòng chống tốt dịch bệnh COVID-19. Ngoài cái phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho bà con, thì ở đây lực lượng công an xã có cái mô hình là tiếng loa về an ninh trật tự. Thì kết hợp với cái mô hình đó, thì là ngay chỗ lực lượng công an xã sau khi xây dựng các cái bài viết, thì là mời các đồng chí ở dưới ấp lên là chép các cái file về cho các ấp. Ngoài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng thì là phân công các cái tổ COVID cộng đồng sẽ là đi tuyên truyền lưu động ở trên các cái tuyến đường liên thôn, liên ấp để cho bà con ở các cái vùng xa xôi cũng như là không có cái điều kiện nghe được các phương tiện thông tin đại chúng thì mọi người dân đều được là nắm bắt được cái thông tin diễn biến cái tình hình COVID-19 ở trên cái địa bàn của xã cũng như trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Với những ưu điểm của mình, mô hình tiếng loa phòng chống COVID-19 đã góp phần hữu hiệu cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Mô hình đã trở thành người bạn thân thiết, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Kính thưa các đồng chí và các bạn, dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dã chiến, bấp bênh theo từng con sóng trên các tuyến sông cách xa trung tâm huyện, tỉnh hàng chục km, nhưng mọi cán bộ chiến sĩ cảnh sát đường thủy công an tỉnh Bạc Liêu đều không ngại khó khăn, nguy hiểm, vẫn duy trì bám chốt, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Bạc Liêu là tỉnh vùng sông nước với hệ thống kênh rạch chằng chịt, lưu lượng tàu thuyền rất đông, nhất là tại các tuyến sông lớn giáp ranh với các tỉnh lân cận. Do đó, khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trên địa bàn tỉnh, song song với việc thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến đường bộ, thì Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Đường Thủy phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố
khẩn trương bố trí kiểm soát trên các tuyến thủy nội địa, tạo thế trận khép kín, góp phần kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Lực lượng cảnh sát đường thủy đảm nhận 6 chốt trưởng trên các tuyến đường thủy, đồng thời đơn vị đã quán triệt cán bộ chiến sĩ, nhất là các đồng chí tham gia các cái chốt chặn, nắm vững chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các lực lượng chức năng trong việc dừng kiểm soát phương tiện ra vào tỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì qua đó đã kiểm tra trên 54.000 phương tiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, trên là 151.000 lượt người tham gia giao thông đường thủy ra vào tỉnh, tiến hành phối hợp với xét nghiệm gần 12.000 trường hợp vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch về Bạc Liêu. Ghi nhận của chúng tôi tại trạm cảnh sát đường thủy Ninh Quế, huyện Hồng Dân, một trong những chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tuyến thủy nội địa trọng điểm với lưu lượng tàu thuyền qua lại hàng ngày rất đông. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát, các anh em chia ca trực 24/24 giờ, đảm bảo mọi phương tiện qua lại chốt đều được kiểm soát, khai báo y tế, ghi chép đầy đủ số lượng thuyền viên, số điện thoại, lịch trình đến đi từ bến bãi nào. Do thời điểm nước rút, nhiều phương tiện không thể đến chốt kiểm tra, do đó khi phát hiện có phương tiện di chuyển từ xa, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ dùng cờ ra hiệu lệnh và dùng loa thông báo, yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại, sau đó điều khiển cano chuyên dụng đến tận nơi để kiểm tra người và phương tiện, không để người dân chờ đợi. Thực hiện công tác chốt chặn kiểm dịch tất cả các phương tiện vào địa bàn tỉnh, ông chốt số 6 thì kiểm tra chặt chẽ đúng quy trình. Những cái phương tiện mà vào tỉnh thì kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt, thì rửa tay sát khuẩn tất cả các bước. Thì qua kiểm tra, nếu những trường hợp mà người đến từ vùng dịch thì kiểm tra cái, nếu mà không có giấy xét nghiệm của trung tâm y tế thì ở đây tiến hành sẽ liên hệ với trung tâm y tế huyện xét nghiệm cho những đối tượng ở vùng dịch về, nếu mà âm tính thì cho vô địa bàn để vận chuyển hàng hóa hoặc giao hàng hóa. Còn những trường hợp mà nếu mà dương tính thì báo cáo ra chỗ trung tâm y tế huyện và những các ngành chức năng thì đưa đối tượng vào khu cách ly và điều trị và tiếp tục là công tác truy vết. Cùng với việc kiểm soát nghiêm tại 11 chốt chặn nơi cửa ngõ nhằm ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh cũng phối hợp với công an các địa phương thành lập các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường thủy nội địa. Với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, các tổ tuần tra lưu động trên đường thủy hoạt động tối đa công suất với mục tiêu bao phủ và có mặt kịp thời trên các tuyến đường thủy lớn nhỏ toàn địa bàn. Mỗi ngày có khi tổ tuần tra di chuyển hàng trăm km trên cano giữa các tuyến sông, bất chấp nắng mưa nhọc nhằn, miễn sao địa bàn được ổn định an toàn. Thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám chốt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên đến thăm tặng quà cho lực lượng thường trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường thủy toàn tỉnh. Qua đó kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn, bảo vệ an toàn cho nhân dân. Trong thời gian tới, thì đơn vị tiếp tục phối hợp tuyên truyền các cái quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như lồng ghép tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhằm cho người tham gia giao thông là nắm vững các quy định về phòng chống dịch cũng như các cái quy định khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa, rồi tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh trên các tuyến đường thủy nội địa, đảm bảo đúng các cái quy định nhằm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh. Khó khăn, vất vả là những điều đã và đang hiện hữu từng ngày, nhưng không làm dơi đi sự quyết tâm của lực lượng công an Bạc Liêu nói chung và cán bộ chiến sĩ cảnh sát đường thủy nói riêng. Tự hào biết bao là lực lượng tuyến đầu quyết tâm chiến thắng đại dịch vì sức khỏe nhân dân và sự phát triển ổn định của địa phương. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.